Em Trung đang còn một mẫu xe chỉ với 200 triệu thôi quý anh chị nha. Anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi quý anh chị. Tất cả cái thì anh chị quan tâm đón xem hết video và chào vâng. Chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ tổng hợp những mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ và phải nói là cực hot cho quý anh chị. Những cái mẫu xe và giá phải nói là siêu rẻ và cực rẻ, và đặc biệt thêm nữa thì những mẫu xe chẳng hạn như là từ 5 chỗ, 7 chỗ và đặc biệt thêm nữa là từ 20-30 triệu là anh chị đã sở hữu rồi. Nhưng siêu hot cho quý anh chị nha. 7 chỗ là từ hơn 100 triệu trở lên thôi. Đó thì anh chị quan tâm đó, đón xem hết video ngày hôm nay thì phải nói là tràn ngập những mẫu xe đó quý anh chị nhé. Đây là phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có đi lướt sơ chứ không có quay chi tiết và tổng thể. Thì anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào thì chụp hình lại dùm cho em Trung. Đó thì số điện thoại của em Trung thì có để trên phần tiêu đề và mô tả. Thì đây thì không phải để quý anh chị chờ lâu. Thì ngày hôm nay thì em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Captiva. Xe này thì em Trung đã có video chi tiết được quý anh chị nhé. Em nó là máy dầu đẹp xuất sắc quý anh chị nhé. Đây thì biển số Quảng Ngãi và tất cả cái xe này thì em Trung cũng chưa có ký giấy tờ. Cái xe này nó thuộc cái gì là hàng cọp quý anh chị. Nè, tích hợp xi nhan gương này. Và đặc biệt thêm nữa thì anh chị đã thấy vô trong cái phần nội thất của em nó thì riêng con xe này thì em Trung dám cam kết và khẳng định cho quý anh chị như một con xe mới luôn quý anh chị. Anh chị nhìn từng những cái vô lăng này, chưa một dấu mòn. Củ số rất đẹp luôn. Đó, màn hình Android đầy đủ cho quý anh chị. Và đặc biệt đây thì anh chị đã thấy em nó chạy được 8 vạn quý anh chị nha. Nói chung là cái xe này phải nói là đặc biệt siêu mới cho quý anh chị. Xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung. Và giá phải nói là siêu hot cho quý anh chị. Một mẫu xe Captiva thì trên thị trường đang bán lăn quanh đâu đó tầm khoảng 200 mấy 300. Nhưng xe này thì nó hơi cao tiền một chút xíu quý anh chị nhá. Em Trung bán cái xe này cho quý anh chị với giá 310 triệu. Em nó sản xuất 2010 Captiva 7 chỗ máy dầu quý anh chị nhá. Đây và tiếp tục ngày hôm nay thì anh chị đã thấy đằng bên đây em Trung đang còn một mẫu xe Ford Everest quý anh chị. Em nó thì 2009 form mới mẫu mới rồi. Cái xe này cũng thuộc cái diện hàng đẹp hàng cọp quý anh chị nhá. Đặc biệt thêm quý anh chị em, vỏ lốp cũng còn khá dày, đăng kiểm thì hết. Thì em Trung bao đăng kiểm cho quý anh chị. Và đặc biệt thì cái xe này thì phải nói là nó siêu chất được quý anh chị. Anh chị nhìn từng đằng bên ngoài vẫn nội thất tất cả cái từ những cái keo chỉ này rất mới luôn. Cái xe này thì không phải nói là cái sân độ sơn zin của em nó thì còn khá nhiều quý anh chị nha. Em nó sinh năm 2009 máy dầu, cam kết quý anh chị máy chưa ra. Quý anh chị, anh chị đừng nhìn tìm cái vô lăng này, củ số này, nội thất này, màn hình Android này, cam hành trình này, đầy đủ cho quý anh chị rồi. Nên cái xe này anh chị không cần suy, anh chị nhìn từng cái tem mạc nó mới nó đẹp hay không quý anh chị nhá. Thì những cái xe này trên cửa hàng của em Trung thì anh chị lên tới tận nơi và trải nghiệm em nó thì phải nói là trên cái hình màn hình ảnh nhỏ của quý anh chị coi trên cái video hoặc là trên cái điện thoại, trên cái TV thì không thể nào nó đẹp được bằng như ở ngoài đời thật được quý anh chị. Thì anh chị đã thấy những cái tại vì cái đêm Trung quay bằng cái điện thoại nó cũng hơi xấu một chút xíu quý anh chị nhá. Đây là một mẫu xe Ford Everest, em nó thì sinh năm 2009 form mới mẫu mới rồi. Giá bán cho quý anh chị 310 triệu nha quý anh chị này. Nhìn từng cái cụm đèn pha zin của em nó nha. Nước sơn zin của em nó thì hầu như là còn khá nhiều quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa là cam kết quý anh chị máy chưa ra. Đây thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy em Trung đang còn một mẫu xe Mitsubishi Pajero 7 chỗ quý anh chị. Xe này rất yêu cho quý anh chị luôn. Cái xe này đặc biệt phải nói là nó zin nó cọp. Nó thuộc cái gì là hàng cọp quý anh chị nha. Đây quý anh chị này. Anh chị chỉ cần nó đẹp, đã đẹp từ đằng bên ngoài vô tới phần đằng bên trong. Anh chị nhìn từng cái tháp bi rất mới này, keo chỉ từ những cái bù lon ốc vít ổ khóa đang còn 7 màu. Đặc biệt quý anh chị từ những cái tem mạc, thật sự là em Trung dám khẳng định cho quý anh chị và cam kết quý anh chị riêng để mà tìm một cái mẫu xe như này thật sự là rất là hiếm quý anh chị nha. Tháp bi này từ những cái tem mạc này thật sự là không có đâu, ở đâu có một cái mẫu xe này. Tại vì những cái xe cơ quan nhà nước ra thì nó mới còn đẹp còn zin như thế này nhá. Tại vì những cái xe cơ quan nhà nước thì anh chị phải hiểu là người ta bảo dưỡng này, người ta sửa chữa này, gọi là theo định kỳ, cũng giống như con người của mình quý anh chị, đi khám tổng quát quý anh chị nhá, theo định kỳ quý anh chị. Và đây ngày hôm nay thì anh chị đã thấy gọi là tràn ngập những cái mẫu xe 7 chỗ đó quý anh chị. Và đây thì anh chị đang thấy đằng màn hình nhỏ của anh chị thì anh chị đã thấy rằng bên đây em Trung đang còn một cái mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado quý anh chị. Em nó là máy dầu 3.0 quý anh chị nha. Đây quý anh chị này, Land Cruiser Prado phải nói là riêng xe này được không? Rất đẹp quý anh chị nha. Nên là dành cho cô chú anh chị nào đam mê và sở thích. Quý anh chị này, trần em nó đang trần nỉ này quý anh chị, rất mới này, có cái lỗ chân mui cửa sổ trời luôn quý anh chị nha. Phải nói là rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe
Toyota Land Cruiser Prado. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung, và giá bán cho quý anh chị chỉ với 690 triệu nha. Đấy quý anh chị, nói chung là cái hàng này nó thuộc cái gì, hàng độc, hàng hot quý anh chị nha. Và đây thì đằng bên đây em nó thì nhập khẩu, nhập Nhật quý anh chị nha, nhập Nhật. Và đây thì đằng bên này thì anh chị đang thấy em Trung đang còn một cái mẫu xe Toyota Fortuner. Em này nó thuộc cái diện là nồi đồng cối đá của anh chị, chảy phá nó có hư, đăng kiểm thì phải nói là đăng kiểm cũng vừa khám thôi của anh chị. Vỏ của em nó thì nguyên một dàn vỏ mới của anh chị nhé, nguyên một dàn vỏ mới, đăng kiểm mới, dàn vỏ mới, siêu hiếm. Nước sơn zin còn khá nhiều của anh chị. Đây của anh chị, em nó trang bị thêm màn hình Android này, cam hành trình này, đầy đủ cho quý anh chị rồi, nhưng giá phải nói là cực kỳ là yêu và hấp dẫn cho quý anh chị, chỉ với 410 triệu anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe này quý anh chị nha. Đã phải nói là một mẫu xe Toyota Fortuner nồi đồng cối đá mà thật sự là ngày xưa em nó tiền tỷ, nhưng bây giờ quý anh chị chỉ có vài trăm triệu thôi. Đó, rất yêu luôn. Và đặc biệt thêm nữa, cái hàng này nó thuộc cái hàng độc, hàng hiếm. Cái sơn zin còn khá nhiều quý anh chị nhá. Chứ nên bởi vậy anh chị tại sao mà đừng có suy bì với lại những cái xe mà xe lỗi hay xe này hay là như này như kia. Và đặc biệt thì anh chị đằng bên kia nhá, chút xíu em Trung sẽ quay cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Fortuner 2017, mẫu mới, form mới, màu trắng quý chị, chỉ với 400 triệu đó quý chị. Nên là anh chị đừng có suy bì với lại những cái mẫu xe mà chẳng hạn xe cọp, xe rin quý chị nhá. Và đây thì đằng bên đây em Trung đang còn một mẫu xe Daewoo, em nó là Winton quý chị. Đây tất cả cái vỏ lốp của em nó khá dày này, tất cả cái mâm của em nó, đằng sau em nó là xài thắng đĩa luôn quý chị nha. Tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em nó, đằng trong đây em nó đang còn cái bộ ghế da zin luôn quý anh chị nha, chứ không phải là ghế may lại quý anh chị. Trần em nó này rất đẹp này, có cửa sổ trời, có cái lỗ trên mui luôn quý anh chị nhé. Thì anh chị đã thấy được cái là đặc biệt thêm nữa thì em nó là máy dầu quý anh chị nhé, số tự động full nấp sẩn quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị này, tất cả các anh chị nhìn từng cái túi khí này, nhìn từng cái ốp này rất đẹp luôn, trang trí rất đẹp. Lẫy số vô lăng này, củ số này, màn hình Android, nói chung cái xe này nói chung là trang bị khá là nhiều quý anh chị. Và cam hành trình quý anh chị, anh chị nhìn cái bộ trần của em nó đẹp không, cái bộ nỉ của em nó, ban ngày em quay cho quý anh chị luôn, phải nó rất đẹp luôn quý anh chị nha, phải nó là siêu đẹp và quá đẹp cho quý anh chị. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi em nó Daewoo nhập khẩu quý anh chị, keo chỉ tất cả cái, số tự động, máy dầu, giá bán cho quý anh chị chỉ với 280 củ khoai quý anh chị nha. Đây quý anh chị, cái cụm đèn zin của em đó này. Đời này em có nó, bên này là một xài bóng xe đông này, bên này là có xài một corrector đèn bi quý anh chị. Cảng em nó cũng là xài đèn bi luôn, rất mới và siêu mới cho quý anh chị. Thì anh chị hợp phong thủy màu nào thì alo cho em Trung, và đặc biệt thêm nữa thì trên cửa hàng của em Trung chỉ với 230 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được rồi. Và đây thì ngày hôm nay thì tiếp tục em Trung lại lên sóng cho quý anh chị một mẫu xe, em này là sông dòng quý anh chị nha, số tự động, hai cầu. Đặc biệt thêm quý anh chị vô, tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em đó, thì riêng xe này thì phải nói là nó siêu mới và cực mới rồi quý anh chị. Đây tất cả cái rất đẹp luôn quý anh chị nha. Đây quý anh chị nhìn từ những táp bi này, từ những cái vân gỗ rất yêu luôn đó. Và giá phải nói là cực kỳ là yêu cho quý anh chị, chỉ với 170 triệu thôi. Đó là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi, 7 chỗ ngồi, số tự động, gầm cao quý anh chị. Đây anh chị nhìn cái tem mạc, cái hàng này nó thuộc anh chị ổ khóa đang còn 7 màu. Tiếp tục quý anh chị, đây nhìn đây là anh chị đã thấy rồi, đúng không? Cái cục gắt cửa thôi đang còn 7 màu, anh chị chưa có một dấu mòn luôn. Và giá phải nói rất yêu thương cho quý anh chị những bộ trần của em rất đẹp luôn. Chỉ với 170 triệu là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, hai cầu, số tự động quý anh chị nhá. Đó. Musso này, hàng này hàng limited này. Anh chị nhìn từ cái cụm đèn zin của em đó, toàn bộ là zin hết quý anh chị nhá. Nẹp mạ chrome tất cả một cái, song dòng quý anh chị. 7 chỗ ngồi, hai cầu, số tự động mà giá chỉ với 170 củ khoai đâu quý chị nhé. Em nó sinh năm 2006 quý chị. Tiếp tục quý chị, cái đằng sau em nó thì anh chị đã thấy có cái bằng ghế sau là chỉ có người ngồi ngang quý chị nhé, thiết kế theo của em nó chỉ có người ngồi ngang quý chị này, rất yêu luôn. Và tiếp tục quý chị, đằng bên đây thì anh chị nhìn từng những cái keo chỉ tất cả cái rất đẹp và rất mới cho quý anh chị luôn. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi em nó là song dòng quý chị, hai cầu, số tự động mà giá chỉ với 170 triệu. Thì ngày hôm nay thì phải nói là cũng tràn ngập khá là nhiều cho quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị, thì cái dàn bảy, cái dàn mà 5 chỗ này, chút xíu em Trung sẽ quay luôn cho quý anh chị luôn. Đó, chỉ với 230 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi.
Và đây thì đằng bên đây thì anh chị đang thấy em Trung đang còn một mẫu xe. Em này là cũng là song song luôn quý chị. Đây, cái logo của em này thì cũng y chang cái đằng em kia luôn. Nhưng đặc biệt em nó nhập khẩu máy dầu, số tự động, hai cầu quý chị. Đây, nội thất của em nó này. Rất đẹp luôn quý chị, nhìn từng những tab bê cái xe này gọi là full option này. Sấy ghế, sưởi ghế, tất cả cái đều là đầy đủ cho quý anh chị. Và giá của chị từng cái tem mạc chỉ với 245 triệu là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe này quý anh chị nha. Đây, tất cả cái rất yêu chưa. Số tự động này, hai cầu này, sấy ghế, sửa ghế này, tất cả cái đều đầy đủ. Và có cái lỗ chân mùi luôn quý anh chị nha. Thì trên cửa hàng của em Trung thì cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì anh chị có quan tâm cái mẫu xe nào thì chụp hình lại dùm cho em Trung. Nên là tránh làm mất thời gian của quý anh chị, thì anh chị cứ chụp hình lại dùm cho em Trung, chẳng hạn cần bớt, cần nhắc, cần như thế nào đó. Và tất cả cái thì em này thì giá bán cho quý chị chỉ với 245 triệu. Thì nhiều hôm ngày hôm nay quý chị, em Trung sẽ quay luôn cho quý anh chị một mẫu xe bán tải này. Cái xe này thì nhiều anh chị hỏi em Trung là quay chi tiết tổng thể cái mẫu xe bán tải này quý chị. Đây. Và đây thì một em Vivan quý chị nha. Vivan 7 chỗ ngồi, số tự động luôn. Giá bán quý chị chỉ với 170 triệu. Cái xe này em Trung đã có video chi tiết rồi quý chị. Đặc biệt thì anh chị đã thấy em nó số tự động quý chị nhá. Anh chị nhìn từng vô lăng rất đẹp này, số tự động này, trang bị màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi. Nói chung là 7 chỗ, thương hiệu Mỹ mà quý anh chị, mà giá chỉ với 170 củ khoai quý anh chị đó. Rất yêu chưa? Cái xe này phải nói là nó đẹp và xuất sắc quý anh chị này, tất cả một cái. Thì đây thì đằng bên đây thì anh chị đã thấy em Trung đã còn một mẫu xe bán tải, em nó là Ford Ranger XLT bản đổ quý anh chị 2013, số sàn quý anh chị nhá. Đó. Tất cả cái xe này cũng vừa mới đăng kiểm quý anh chị. Đây. Đèn đóm tất cả cái rất yêu luôn. Thì anh chị hợp phong thủy màu xanh thì alo chân Trung và nói là rất yêu cho quý anh chị. Bộ mập của em nữa này, vỏ nó còn được 50-60% thôi đó. Gương gập điện quý chị nha. Và tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em nó. Rất đẹp luôn quý anh chị này. Này, vô lăng này, số sàn, hai cầu điện quý anh chị nha. Được cái riêng xe này thì anh chị cũng cần. Anh chị nhìn từng con ốc phấn son đang còn bảy màu chưa đó. Từ những cái nắt cửa và tất cả cái tắp bi rất đẹp quý anh chị. Từ những cái keo chỉ này, rất yêu luôn. Đó, thì ngày hôm nay thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung, và đặc biệt thêm một mẫu xe bán tải mà giá chỉ với 330 triệu cho quý anh chị. Một mẫu xe bán tải, em nó là Ford Ranger XLT bản đổ 2013 nha quý anh chị nha. Phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Thì đây thì đằng bên đây quý anh chị, em Trung đang còn một mẫu xe chỉ với 200 triệu thôi quý anh chị nha. Anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi quý anh chị. Tất cả cái thì anh chị quan tâm đón xem hết video, và đặc biệt thêm nữa là chỉ với 230 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được rồi. Đây thì anh chị đã thấy đằng bên đây em Trung đang còn một mẫu xe Toyota Vios quý anh chị. Một mẫu xe Vios, em nó sinh năm 2006, nội thất cũng rất đẹp luôn quý anh chị nha. Xe này thì em nó là bản đổ rồi, mà giá chỉ với, đây quý anh chị, nội thất tất cả cái rất đẹp quý anh chị nha. Được cái màu sơn rất là yêu luôn. Và giá chỉ với 135 củ khoai cho quý anh chị thôi. Một mẫu xe Toyota Vios quý anh chị, rất yêu luôn. Đây quý anh chị, đằng bên đây thì anh chị đang thấy em Trung đang còn một cái mẫu xe Nissan Bluebird quý anh chị. Dàn vỏ mới này, đó. Đăng kiểm cũng mới luôn quý anh chị. Nội thất thì em Trung quay luôn cái phần nội thất cho quý anh chị được rất sơ luôn. Và giá chỉ với 35 triệu thôi là anh chị đã sở hữu rồi. Quý anh chị là nội thất tất cả cái rất đẹp luôn. Đăng kiểm, nó cái sắt mắt cái trứng còn khá dài, rất dài. Tháng 11 năm 2023 thì quý anh chị nhận một mẫu xe Nissan Bluebird quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 35 triệu quý anh chị. Và đây thì anh chị đã thấy rằng bên đây em Trung đang còn một mẫu xe Ford Everest. Thì ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị. Một mẫu xe Ford Everest máy dầu hai cầu quý anh chị. Vỏ của em nó này, riêng xe này thì anh chị không cần suy nghĩ, không có chuyện mà mục mọc. Tiếp tục quý anh chị vô cái phần nội thất của em nó, rất yêu luôn. Táp bi này, từ những cái keo chỉ này, anh chị nhìn con ốc không, vàng ươm luôn quý anh chị. Tất cả một cái xe này phải nói em nó màu hồng phấn, phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. 7 chỗ máy dầu hai cầu, nhưng quan trọng là cái giá đó quý anh chị, chứ cái giá đó nhá quý anh chị nhá, chỉ với 200 triệu thôi. Nếu mà anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi quý anh chị này, anh chị nhìn từ cái củ số của em đang còn củ số rin luôn nhá. Nói cái sắt mắt có chứng anh chị không, củ da là rất mới luôn. Và đặc biệt quý anh chị thì hầu như là những cái ốp này người ta đã sơn lại rồi, nhưng anh chị thấy không, đang còn cái lớp nhũ rin của em nó luôn. Nó tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động hết. Và đặc biệt thêm nữa, em nó máy dầu hai cầu. Riêng xe này thì anh chị đi mọi cung đường, mọi vượt, mọi địa hình. Nên anh chị đừng có suy nghĩ, đừng suy bì với lại những cái xe vài chục triệu, trăm mấy nha quý vị nha. Tem mạc rất mới chưa. Một mẫu xe Ford Everest máy dầu hai cầu, em nó sinh năm 2006, mà giá chỉ với 200 triệu cho quý anh chị.
rất tiêu luôn. Thì cái cụm đèn này em nó có vàng, nhưng cái này không quan trọng quý anh chị. Cái này chỉ có bát lên là mới keng sveng luôn quý anh chị. Anh chị nhìn từng cái gọi là cái mặt lạ ga lăng của em rất mới luôn. Cụm đèn hơi mờ nhưng em chung đánh bát lại là mới luôn quý anh chị nha. Đây quý anh chị, đăng kiểm thì hết tháng 5 năm 2023. Đó, em chung bao đăng kiểm cho quý anh chị. Còn cái xe này thì anh chị đã thấy mẫu xe Toyota Fortuner này thì xe này em chung đã có video rồi mà giá chỉ với 400 triệu thôi. Em nó sinh năm 2007, dành cho cô chú anh chị nào về mà kinh doanh dịch vụ rất là ok quý chị. Tiếp tục quý chị, có cái phần gầm này. Em nó là 2017 nha quý chị nha. Form mới, mẫu mới rồi. Nên mọi vấn đề thì anh chị cũng cần suy nghĩ và giá chỉ với xe này xe lỗi quý chị nha. Xe này đâm đụng nên là nó mới có giá rẻ vậy. Đó. Thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em chung, và đặc biệt thêm nữa thì đằng bên đây em chung đang còn một mẫu xe Hyundai Grand i10 của anh chị. Em nó là máy 1.2 của anh chị. Thì ngày hôm nay thì một loạt xe bé bé xinh xinh, nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh 5 chỗ ngồi em chung sẽ quay luôn cho quý anh chị. Đây thì anh chị đã thấy một mẫu xe Hyundai Grand i10, em nó máy 1.2 sản xuất 2020 của anh chị. Tất cả cái này rất đẹp luôn, riêng xe này nó như một xe mới đây. Nó như một cái bị của anh chị. Rất yêu luôn. Cô gái đến từ Hàn Quốc của anh chị. Giá chỉ với 270 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi, Grand i10. Thì cái xe này anh chị mua về kinh doanh dịch vụ hay là về đi gia đình cũng rất là ok luôn. Và đây thì đằng bên đây thì anh chị đang thấy em chung đang còn mẫu xe Mazda 323 của anh chị. Em này thì nhập khẩu của anh chị nha. Đây của anh chị này, vỏ lốp khá dày. Tiếp tục của anh chị, vô cái phần nội thất của em nó này, rất yêu luôn, rất đẹp luôn. Tapi 4 cánh đều đi chăng nhau và em nó trang bị thêm màn hình Android này. Đó. Màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi. Nên mọi vấn đề anh chị cần suy nghĩ và đăng kiểm còn khá dài. Và đặc biệt thêm cái giá nữa chỉ với 75 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được rồi. Đây quý anh chị nha. Thì anh chị hợp phong thủy màu nào thì alo trên chung quý anh chị này. Tháng 11 năm 2023. Và đây đằng bên đây em chung đang còn mẫu xe Toyota Altis quý anh chị, máy 1.8 quý anh chị nha. Màu đen này, rất yêu luôn quý anh chị. Phải nói là rất đẹp quý anh chị nha. Thì em riêng dòng này nó thuộc cái diện là Toyota nồi đồng cối đá mà khá nó khó hư quý anh chị. Đây, cụm đèn của em rất sáng luôn quý anh chị. Đăng kiểm quý anh chị tháng 7 năm 2024. Và tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em nó đây quý anh chị này. Rất điều chưa, nội thất tất cả cái rất đẹp và giá chỉ với 135 triệu là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe Toyota Altis nồi đồng cối đá máy 1.8 tiết kiệm bền bỉ quý anh chị. Rất điều luôn. Thì những cái xe của em chung trên này thì hồ sơ pháp lý giấy tờ thì anh chị không cần phải suy nghĩ. Vào đây thì em chung đang còn một mẫu xe Mazda 3 của chị. Em này là số tự động thì đang cho em cho nó chạy, có bị chạy chốc này em chung cũng cho em nó làm luôn cho nó đẹp quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị vô cái phần nội thất của em đó. Đây, rất mới luôn quý anh chị. Anh chị nhìn từng cái tapi, từ những cái keo chỉ Mazda 323 số tự động quý anh chị. Mazda 3 số tự động quý anh chị nha. Đây, rất yêu luôn. Trang bị màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi. Nhưng đặc biệt thêm nữa là cái giá quý anh chị, từ những cái keo chỉ, anh chị nhìn từng cái tem mạc này. Cái giá rất yêu thương cho quý anh chị chỉ với 175 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Và đây thì đằng bên đây thì anh chị đang thấy em chung đang chẳng hạn như là anh chị tìm được một cái mẫu xe đi vườn đi rẫy này. Một em Hyundai Grabber quý anh chị, nhập khẩu Hàn Quốc quý anh chị nha. Đăng kiểm hết tháng 10 năm 2023 quý anh chị. Tất cả cái form dáng rất đẹp luôn quý anh chị, vỏ lốp này rất yêu luôn. Đặc biệt em nó là máy dầu 2 cầu số tự động quý anh chị. Riêng cái xe này thì chỉ với vài chục triệu thôi, nhưng em chung đã khẳng định và cam kết quý anh chị rằng cái máy cho quý anh chị có bảo hành luôn quý anh chị nhỉ. Đây, yêu chưa, anh chị củ số này, hai cầu này, tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động cho quý anh chị. Và giá bán quý anh chị chỉ với 90 triệu rồi quý anh chị, từ những cái tem mạc rất yêu luôn. Đặc biệt quý anh chị được cái form dáng phải nói là gọn gàng quý anh chị, không phải được cái là anh chị theo nó giống như là một em G63 luôn. Đấy. Và đây đằng bên này nhiều anh chị hỏi em chung là một mẫu xe Condo. Vỏ lốp. Tiếp tục quý anh chị, em nó là máy mẹt nha quý anh chị nha. Máy mẹt quý anh chị nha. Hai cầu số tự động, máy dầu nữa quý anh chị. Rất phê luôn. Màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi. Xe này phải nói là đồ chơi khá nhiều quý anh chị. Đây. Rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe Condo, máy dầu, máy mẹt và giá rất yêu thương cho quý anh chị chỉ với 200 triệu thôi. Em nó sinh năm 2004 quý anh chị. Đôi mắt huyền bí cái xe này mà buổi tối anh chị không, đôi mắt cú mèo mà anh chị bật đèn lên rất là đẹp luôn quý anh chị. Máy của em nó thì chắc nịch, êm ru, nó phải là êm như máy xăng quý anh chị nha.
Và giá bán cho quý chị em nó sinh năm 2004, đồ chơi khá nhiều và giá bán cho quý chị chỉ với 200 triệu được quý chị. Và đây thì đằng bên đây thì anh chị đang thấy là em Trung đang còn một mẫu xe Honda Accord quý anh chị. Em này thì mắt nhắm mắt mở và giá bán cho quý chị chỉ với 30 triệu thôi. Và đây thì đằng bên đây thì anh chị đã thấy một mẫu xe tập chạy tập lái cho quý anh chị chỉ với 20 triệu quý anh chị. Và đây thì anh chị đang thấy đằng bên đây thì em Trung đang còn một mẫu xe Suzuki quý anh chị này. Đó. Tháng 9 năm 2023 và giá chỉ với 100 triệu cho quý anh chị. Đó thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì phải nói là alo cho em Trung, phải còn nói là tràn ngập những mẫu xe trên cửa hàng. Và đặc biệt thêm nữa thì ra đằng bên đây thì em Trung đang còn vài cái mẫu xe nữa, em Trung sẽ quay luôn cho quý anh chị bán tải và 5 chỗ 7 chỗ. Thì cái xe này thì anh khách cũng có cọc của quý anh chị. Đây và tiếp tục đây quý anh chị, đằng bên đây thì một mẫu xe Mazda 323 này thì xe này em Trung đang cho em nó dọn dẹp sơn lại nguyên con như quý chị nha. Nhưng quý anh chị, giá thì cái xe này hôm vừa rồi 30, nhưng ngày hôm nay tăng lên thêm 15 triệu tại cái xe này làm nên khá nhiều tiền. Nhưng mà chẳng qua là thật sự là lỡ rồi thì làm thôi quý anh chị. Chứ bây giờ mà để đó nhìn nó hơi khó coi quý anh chị nha. Chỉ với 45 củ. Và đây thì đằng bên đây anh chị đang thấy em Trung đang còn một mẫu xe Camry. Đây là nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu Camry này thì tại sao mà lên giá quý anh chị. Anh chị thử nghĩ coi, hôm vừa rồi 45 triệu quý anh chị, bán 45 củ, nhưng em Trung ngày hôm nay cho em nó bát dọn dẹp sơn dặm tút nữa quý anh chị, đăng kiểm vô nữa, thì anh chị thử nghĩ coi bán cái xe có lời không. Đây, vỏ lốp khá đẹp. Và tiếp tục quý anh chị, đằng trong đây thì anh chị đang thấy nội thất của em đang còn nỉ zin. Nhưng đặc biệt quý anh chị nhá, đời này thôi nhưng beo đang chạy cho quý anh chị luôn. Và giá rất yêu thương, chỉ với 50 triệu quý anh chị. Cửa nẻo thì đóng chắc địch quý anh chị. Vỏ lốp thì 4 cái đều trang nhau quý anh chị nhá. Được cái form dáng rất là yêu vuông vắn và khỏe khoắn luôn quý anh chị. Đăng kiểm thì riêng xe này thì anh chị đã thấy đăng kiểm em nó còn đến tháng 12 năm 2023 quý anh chị nhá. Và giá rất yêu thương luôn quý anh chị. Và đây thì anh chị đang thấy một mẫu xe Hyundai Accent này. Hyundai Accent này bán cho quý chị với giá chỉ với 320 triệu quý chị. Đó, em nó sinh năm 2022. Đây quý chị. Và em xe này thì khách cọc à. Bán tải này thì khách cọc đang lôi ra. Và tất cả cái thì trong cửa hàng của em Trung thì cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì anh chị cần tư vấn những mẫu xe nào hoặc là cần giảm giá những mẫu xe nào quý anh chị nha, thì alo cho em Trung. Và giá, số điện thoại của em Trung có để trên phần tiêu đề và mô tả đó quý anh chị nha. Thì địa chỉ của em Trung thì tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng quý anh chị nha. Gara Quang Trung chuyên mua bán và sửa chữa. Và tiếp tục quý anh chị, rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị nha. Thì anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. À, tiếp tục quý anh chị, đằng bên đây thì em Trung quay luôn cho quý anh chị một mẫu xe Hyundai Genesis quý anh chị. Quên mất quý anh chị, thật sự bây giờ cái xe của mình nó quá nhiều thì quý anh chị đâm ra không thể nào nhớ hết nổi quý anh chị. Đây quý anh chị, một mẫu xe thể thao đó. Em này thì 2.0 turbo quý anh chị nhé. Form dáng rất là yêu luôn quý anh chị, Hyundai Genesis quý anh chị. Bộ mâm rất đẹp rồi. Anh chị nhìn thấy cái con heo này, con heo Rimbo này. Xe này là phải nói là dành cho những anh chị nào mà đua xe quý anh chị đó. Rất chơi. Tiếp tục quý anh chị, cái phần nội thất của em nó này rất yêu luôn. Vô lăng carbon này, số tự động là màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi. Và giá quý anh chị này, tapi chị rất yêu chưa. Và giá phải nói là cực yêu cho quý anh chị. Em đó là 209 2.0 turbo cho quý anh chị nha. Trang bị cam 360 rồi, đầy đủ cho quý anh chị. Và giá chỉ với 380 triệu nha. Thì trên cửa hàng của em Trung vẫn còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Đó thì thôi, cuối video một lần nữa cho em Trung kết thúc cái video tại đây. Và chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nhé.